Australia Vitamins Wholesale là nơi chuyên cung cấp xỉ lẻ các loại thực phẩm chức năng được sản xuất tại Úc cũng như tất cả các loại sữa bột dành cho trẻ em và người lớn với mức giá phải chăng. Tất cả những mặt hàng của Australia Vitamins đều có trên website của công ty. Đặc biệt Australia Vitamins cũng là nơi mà khách hàng có thể tin tưởng gửi quà về cho thân nhân và gia đình của mình tại Việt Nam. Phương châm của Australia Vitamins là nhận gửi quà với giá cả phải chăng và giao hàng tận nhà cho tất cả khách hàng từ Nam đến Bắc. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc số điện thoại 02-8764-3564 hoặc đến thẳng cửa hàng tại số 4/68 John Street, Cabramatta, New South Wales 2166. Sau hơn 40 năm cộng đồng người Việt định cư tại Úc, lần đầu tiên sản phẩm nước mắm made in Australia có tên gọi là Oat Fish Sauce được làm từ 100% cá tươi tại Úc và tất nhiên là đã được Bộ An toàn Thực phẩm New South Wales chuẩn nhận. Một sản phẩm không thể thiếu tại mỗi bữa cơm của các gia đình người Việt. Mọi chi tiết để đặt mua xin vui lòng liên lạc 02-8102-7678 hoặc 0412-437-345 hoặc đến thẳng địa chỉ số 1/88 Civil Street, Fairfield East, New South Wales 2165. Oat Fish Sauce, niềm tự hào của cộng đồng người Việt tại Úc. Kim Hoàng rất hân hạnh được trở lại với tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình Mỗi Ngày Một Chuyện của Vietfay TV. Và kính thưa quý vị, câu chuyện mà ngày hôm nay Kim Hoàng muốn gửi đến cho tất cả quý vị đó là một câu chuyện về một tấm gương thành công của một người Việt đã cống hiến rất nhiều cho cộng đồng người Việt của chúng ta ở cấp liên bang cũng như ở cấp tiểu bang. Và cũng vì những cái đóng góp này mà ông đã được tưởng thưởng huân chương AM trong ngày Quốc khánh 26 tây tháng Giêng vừa qua. Người mà Kim Hoàng vừa nhắc đến không ai khác hơn đó là bác sĩ Bùi Trọng Cường, đương kim chủ tịch cộng đồng người Việt tự do tại tiểu bang Queensland. Kính chào bác sĩ Cường. Và xin chào cô Kim Hoàng và chào quý vị khán giả. Vâng, kính thưa bác sĩ, trước tiên thì Kim Hoàng cũng xin thay mặt Vietfay TV xin gửi lời chúc mừng đến cho bác sĩ khi mà chúng ta được tưởng thưởng huân chương AM vào ngày Australian Day vừa qua. Và kính thưa bác sĩ, trước khi mà bác sĩ được tưởng thưởng huân chương AM thì Kim Hoàng cũng biết là bác sĩ đã từng được tưởng thưởng huân chương OAM cách đây rất là nhiều, có thể nói là một cái khoảng thời gian rất là dài. Bác sĩ có thể chia sẻ với quý khán giả về cái huân chương OAM mà mình đã nhận được từ nhiều chục năm về trước hay không ạ? Vâng, tôi đến Úc vào năm 1975. Và năm 1978 thì chính phủ Fraser, ông Michael McKellar có mời tôi và sơ Trần Thị Niên, hai người đi vào trong cái ủy ban, đó gọi là ủy ban cố vấn về tị nạn của chính phủ, tức là tiếng Anh nó gọi là Australian Refugee Advisory Council. Thì chúng tôi làm việc với chính phủ qua nhiều đời tổng trưởng di trú, từ ông cố tổng trưởng, ông Michael McKellar, ông Ian McPhee và ông John Hodges, hiện bây giờ đang ở Queensland và ông hãy còn sống. Thì sau thời gian làm việc 4 năm thì chúng tôi đã được cố vấn về nhiều vấn đề, là nói về cái thành phần người tị nạn ra đi như thế nào, thành phần gia đình, có gia đình, thành phần độc thân. Thế rồi chúng tôi phải cố vấn cho chính phủ về vấn đề làm sao lựa chọn những người đó, làm sao đem khi đem họ qua thì giúp họ về những phương diện như thế nào, trở lại hành nghề hay là dạy nghề cho họ hay là kiếm công ăn việc làm cho họ, về vấn đề dạy dỗ cho trẻ em, về vấn đề khuyến khích giữ gìn những cái phong tục tập quán của mình, cái văn hóa của mình, và hơn nữa là phải lựa chọn cái chỗ cho họ để đâu, họ để ở đâu. Và có thể nói là tất cả những cái khó khăn và trong cái giai đoạn đầu tiên khi đem một người mới đến một cái nước Úc thì chúng tôi phải cố vấn với chính phủ, làm việc với chính phủ về những vấn đề đó. Thì sau năm 1982, tức là sau 4 năm làm việc, thì tôi và sơ Trần Thị Điên có nhận được mỗi người một cái huân chương Order of Australia Medal, tức là OAM.
Dạ vâng, và đó là khởi đầu của những cái chuỗi hoạt động liên tục của mình kể từ thời điểm đó cho đến nay. Kim Hoàng cũng được biết là vào năm 1982 thì bác sĩ Bùi Trọng Cường cũng trở thành vị chủ tịch cộng đồng liên bang người Việt Liên bang Úc Châu thứ nhì, kế nhiệm luật sư Lưu Tường Quang. Và xuyên suốt kể từ năm 1982 khi bắt đầu tham gia sinh hoạt trong cộng đồng thì bác sĩ Cường không những là chủ tịch liên bang mà cho đến thời điểm này thì cái chức vụ và cái công việc là chủ tịch của cộng đồng người Việt tại tiểu bang Queensland nó vẫn được duy trì, hầu như có thể nói là không có một người nào thay thế được. Bác sĩ Cường có cảm thấy mệt mỏi với cái trách nhiệm nó theo mình quá lâu trong cái thời gian như vậy hay không ạ? Thưa với cô như thế này, tôi không ai bắt tôi làm việc, thật tình mà nói. Khi sở dĩ tôi làm việc từ năm 75 cho tới bây giờ đó, là tại vì tôi cảm thấy rằng là mình được cái may mắn là trong khoảng thời gian mà 20 năm, từ năm 54 cho đến năm 75, tôi lúc đó còn bé, và khi tôi lớn lên ở miền Nam Việt Nam, dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa, thì đã có những người chiến sĩ, đã có những người nằm xuống để mà giữ cho quê hương được an bình, để cho tôi, cá nhân tôi và anh em tôi và những người trẻ cùng tuổi với tôi được đi học. Và đó là lý do mà tôi thành công, tôi tốt nghiệp đại học và tôi có bổn phận duy giờ tôi phải là trả lại cho thân nhân của họ, cho những cái người là bà con của họ, là cho, có thể nói rằng là cho dân chúng Việt Nam của mình. Thành ra năm 75 khi tôi thoát đi được, tôi là một trong những người đi sớm nhất và đến Úc cũng sớm nhất, thì tôi cảm thấy rằng là tôi có một phần giúp đỡ cho những cái đồng bào tị nạn đi sau tôi. Và do đó là lý do mà tôi tiếp tục tôi làm việc. Tôi đã cùng với ở Úc Châu này, tôi đã làm việc với anh Đoàn Việt Trung, với bác sĩ Nguyễn Đình Tiến. Tôi đã làm việc nhiều trong cái vấn đề can thiệp cho họ trong cái vấn đề mà làm sao mà thanh lọc để được cái tư cách tị nạn. Thế rồi đến năm 1996, khi mà các trại tị nạn đóng cửa, thì lúc đó cái cộng đồng người Việt tự do ở tại Úc Châu nó cũng đã lớn mạnh. Con số nó tăng từ 1.000 người năm 75 cho đến 160.000 người vào năm 1996. Rồi bây giờ đã là 300.000 người, thì phải nói là cái công việc nó rất là nhiều. Thành ra lo lắng cho đồng hương của mình trong quá khứ, trong các trại tị nạn xong rồi, thì đó là phải lo về vấn đề làm sao để giữ cái truyền thống, cái văn hóa, cái ngôn ngữ cho trẻ em. Thì cái công việc nó đi liên tục cô, nó không phải suôn sẻ. Và bây giờ thì có thể nói rằng là nó tương đối, nó ổn định. Cái cộng đồng người Việt tự do tại Úc Châu của mình nó ổn định. Và tôi phải nói rằng là tôi phải cảm ơn tất cả những người đã cùng làm việc với tôi, những người đi trước tôi, những người như anh Lưu Tường Quang, những người như là có nhiều vị đã nằm xuống rồi từ các tiểu bang và đã làm việc. Và thầy nói rằng là cái công lao này đó, cái sự thành công không phải một người có thể đạt được, và sự thành công này nó phải một cái teamwork. Và cho đến giờ phút này đó, anh em ở xung quanh tôi, những ban chấp hành của cộng đồng cũng như là ban chấp hành mở rộng của cộng đồng tại không riêng tại tiểu bang này và những tiểu bang khác, họ đều cùng phải làm việc rất là cật lực và rất là, có thể nói là phải chú tâm vào công việc để bạn thành công. Hồi sáng ngày hôm nay vừa mới trở về từ một cái buổi lễ kỷ niệm quốc khánh của Úc, chúng tôi cũng phải, có thể nói là đây là lần đầu tiên chúng ta làm cái điều này, thì chúng ta làm để mà càng sao gây ra cái hòa khí sinh hoạt nó càng hài hòa hơn giữa những cái cộng đồng sắc tộc, cái hoạt cộng đồng của chúng ta và đến các cộng đồng khác, cũng như là làm sao mà cũng là dấy động được cái tinh thần yêu nước của tất cả mọi người trong cái xã hội này, trong cả cái quốc gia này. Đó là những cái việc mà tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải làm. Vâng, thưa bác sĩ, qua những lời bác sĩ vừa mới chia sẻ thì chúng ta nhìn thấy rõ ràng là bác sĩ Cường đã cùng đồng hành với cộng đồng người Việt
Từ thuở khai sinh có nghĩa là từ khi cộng đồng chỉ mới có hơn 100 người hoặc là 1.000 người định cư tại nước Úc mà thôi, và ngày hôm nay đã có hơn 300.000 người, và bác sĩ cho rằng cộng đồng người Việt đã thực sự trưởng thành và cũng đã có một cái đời sống ổn định tại nước Úc. Tuy nhiên, bác sĩ vẫn còn là một vị chủ tịch cộng đồng và vẫn còn tiếp tục những cái đóng góp và những cái cống hiến của mình. Thì cái sự ổn định mà bác sĩ nhận xét nó đã hoàn toàn ổn định hết chưa? Hay nó vẫn còn có những khó khăn mà cộng đồng của chúng ta vẫn cần có những người dìu dắt, những người tư vấn để có thể tiếp tục bước đi trên những cái gập ghềnh, những cái chông gai sắp tới? Chưa đâu cô. Tại vì tôi nghĩ rằng là cái khó khăn của chúng ta là làm sao chúng ta, những cái giới trẻ họ sẽ tiếp tay vào và họ sẽ thay thế thì cái thành phần lớn tuổi trong tương lai sẽ không, đây là sẽ quá vãng và sẽ biến mất. Thành ra hiện bây giờ chúng tôi cũng đã vẫn cố gắng để mà làm sao có được một số những anh em trẻ của cái thế hệ 1.5, thế hệ thứ hai bước vào để mà tôi lo cái việc của cộng đồng. Thành ra chúng tôi cũng đã thành công trong cái vấn đề là chúng ta xây dựng được những cái tượng đài kỷ niệm chiến sĩ Mỹ Úc Việt, xây được cái tượng đài kỷ niệm những người đã hy sinh trên biển, tượng đài thuyền nhân, và kỷ niệm ngày 30 tháng 4 chúng ta ghi, làm sao chúng ta ghi nhớ được những cái hương hy sinh của những năm vị tướng đã đón tiếp trong cái ngày 30 tháng 4. Cái công việc nó có thể nói nó rất là nhiều và nó rất là mỗi ngày nó mỗi có một cái việc khác. Chẳng hạn như bây giờ cái sự xáo trộn ở một vài cái tiểu bang, đó là cái một vấn đề quan tâm của chúng tôi. Thì có thể nói rằng là chúng tôi và những anh em khác, chúng tôi không nản lòng và chúng tôi vẫn tiếp tục làm việc. Và chúng tôi hy vọng rằng, tin tưởng rằng là chúng ta sẽ vượt qua tất cả những cái khó khăn đó. Vâng, thưa bác sĩ, chúng ta nhìn lại quá trình gần 40 năm kể từ thời điểm năm 1985 khi bác sĩ nhận được cái đẳng trạch đầu tiên gọi là OAM. Bởi vì nước Úc của chúng ta có những cái huân chương Úc đại lợi, nó bao gồm 4 đẳng trạch. Đẳng trạch thứ nhất là OAM, bác sĩ đã có được vào năm 1985. Đẳng trạch thứ nhì là AM thì bác sĩ đã có được vào ngày 26 tháng Giêng 2022. Chúng ta còn AO và AC là hai cái đẳng trạch cao nhất. Thì cho tới thời điểm này, có thể nói bác sĩ Bùi Trọng Cường là người duy nhất trong cộng đồng người Việt đã được thăng hạng. Có nghĩa là sau khi được một cái đẳng trạch thứ nhất thì mình đã upgrade lên được cái đẳng trạch thứ nhì. Cái cảm giác của bác sĩ khi mà nhận được tin từ ngài tổng toàn quyền hoặc là thư ký của ngài tổng toàn quyền liên lạc với mình để mà nominate, đề cử mình vào nhận cái huân chương AM này, cảm giác lúc đó của mình như thế nào, bác sĩ có thể chia sẻ cho quý khán giả được hay không ạ? Tôi phải nói là cái đó thì cũng là một cái điều rất là hãnh diện, và hãnh diện là những việc mình làm được người ta biết tới, nhưng mà phải nói rằng là cái hãnh diện đó mình không thể nào mà giữ cho mình được, và tôi nghĩ rằng là tôi phải chia sẻ và san sẻ với tất cả anh em trong ban chấp hành cũng như quý vị đã cùng làm việc với tôi. Sáng nay tôi cũng được cái sự chúc mừng của rất là nhiều người, những thành viên trong cộng đồng, thành viên trong ban chấp hành, những anh em từ các tiểu bang, những cái lãnh thổ, và phải nói là từ gia đình nữa. Thì một điều rất là hãnh diện là những việc mình làm đã được chính phủ nhìn thấy và họ thấy rằng là những cái điều đó nó có lợi cho không riêng cái cộng đồng của chúng ta, mà nó có lợi cho, có thể nói, cái tập thể của nước Úc. Chúng ta phải nói là chúng ta rất là hãnh diện về cái sự mà hội nhập của cộng đồng của chúng ta ở trong cái xã hội này, cái sự đóng góp về vấn đề văn hóa, cái sự đóng góp về vấn đề kinh tế, về thương mại, có thể nói rằng là có thể đã được chính phủ công nhận. Và ông cố thủ tướng Malcolm Fraser, trước khi ông mất, ông cũng có nói rằng là ông cứ rất là hãnh diện là ông đã có một cái quyết định rất là đúng khi ông nhận người tị nạn Việt Nam vào nước Úc vào năm 1900, cuối năm 1975.
Vâng, thưa bác sĩ Cường, như vậy thì cái yếu tố chính nào bác sĩ Cường đã được bình chọn để mà nhận cái huân chương AM ngày hôm nay? Bởi vì Kim Hoàng được biết là văn phòng của ngài toàn quyền phải làm việc rất là vất vả để mà lựa chọn mỗi một người. Họ phải tìm hiểu về cái quá trình cống hiến cho cộng đồng, cho xã hội về nhiều mặt khác nhau, về nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong trường hợp của mình thì cái yếu tố nào nó đã tạo nên cái huân chương AM cho bác sĩ ngày hôm nay ạ? Thì ngoài cái vấn đề làm việc cho cộng đồng, thì sau khi mà tương đối với cộng đồng của mình nó ổn định, thì tôi đã cùng với một số người khác đã tạo dựng lên một cái tổ chức gọi là Queensland Multicultural Council, và là tôi là một trong những người founder lập ra cái tổ chức đó, và tôi cũng là cái vị chủ tịch đầu tiên trong 2 năm đầu. Thì cái đó đó nó đi nhiều về vấn đề giúp đỡ cho những người kém may mắn như chúng ta, những người tị nạn từ các quốc gia khác tới nước Úc, và cái đó nó đã giúp cho chính phủ cũng như là đã giúp cho cái cơ quan nó gọi là Ethnic Community Council của nó đã hiện hữu ở Queensland và cũng như ở nước Úc. Chúng tôi làm việc chung với nhau, chúng tôi tìm cách để làm cho người dân nước này, cái cộng đồng này hiểu về cái văn hóa của cái cộng đồng kia, chúng ta làm sao để mà có thể cùng chia sẻ với họ vào những cái ngày vui của họ, và cũng như cố gắng để làm sao cùng chia sẻ với họ vào những cái dịp mà chẳng hạn như họ đất nước quê hương của họ bị tàn phá bởi thiên tai hay là bị một cái gì đó nó xảy ra, và cố gắng để làm việc chung với nhau để mà tạo một cái sự hài hòa để mà chúng ta có thể cùng làm việc chung được, cùng xây dựng những cái quê hương này. Thì cái đó là một trong những cái điều mà tôi đã làm vào năm 2007. Và năm cách đây 4 năm thì tôi đã cùng với một số các cái thế hệ thứ hai và thế hệ thứ ba của những cái người sắc tộc từ Ba Lan, từ Hung Gia Lợi, từ tiệm khác, từ Ukraine, từ Croatia. Đó là những cái người họ đến đây từ sau Thế chiến thứ nhất, Thế chiến thứ hai. Những cái thành phần thứ nhất của họ, họ đã quá vãng rồi, họ đã đi rồi. Bây giờ cái thành phần thứ hai, cái thế hệ thứ hai và thế hệ thứ ba của họ, mặc dù là họ không có thể nói rằng là có cái sự suy nghĩ giống như là những cái thế hệ thứ nhất, nhưng họ cũng là nạn nhân của cộng sản. Thành ra chúng tôi lập được một cái tổ chức nó gọi là Hội Nạn nhân Cộng sản trên thế giới ở Úc Châu. Và vì tôi là cái người founder, thành ra tôi cũng đang làm chủ tịch của cái hội đó. Và chúng tôi đã cố gắng để xin cất được một cái đài tưởng niệm để tưởng nhớ cho 100 triệu người nạn nhân cộng sản đã bị cộng sản giết trên khắp các quốc gia trên thế giới này trong cả 100 năm vừa qua, trong cái thế kỷ trước. Thì cái việc làm này đó, đó làm cái việc làm cho đến giờ phút này chúng tôi đã được cái sự hỗ trợ của chính quyền ở tại địa phương. Họ đã đồng ý và họ đã cấp cho chúng tôi cái đất để chúng tôi có thể xây cái đài tưởng niệm đó. Bây giờ cái việc cuối cùng là chúng tôi đang chờ đợi cái bà thủ hiến của tiểu bang Queensland họ chấp thuận, cho cái giấy chấp thuận để chúng tôi bắt đầu chúng tôi cất cái này. Cái chi phí của cái này chúng tôi hoàn toàn không xin chính phủ. Chi phí cái này tất cả các cộng đồng nạn nhân cộng sản trong quá khứ và bây giờ họ sẽ bỏ tiền ra. Trong đó có Đài Loan, có Việt Nam, có Croatia, có Romania, có Poland, nhiều lắm. Có thành ra đó là một trong những cái việc mà chúng tôi đang đeo đuổi, chúng tôi làm. Thành ra có lẽ là chính phủ họ cũng nhìn thấy đây là cái thời điểm mà chúng ta cần phải làm sao để cho dân chúng họ nhìn thấy về cái sự nguy hiểm của cái chế độ cộng sản, của cái chủ nghĩa cộng sản, cái chủ nghĩa mà đã giết 100 triệu người trong cái thế kỷ vừa qua. Thì đấy, đó là những cái gì mà chúng tôi đang cố gắng chúng ta làm.
Vâng, qua những lời bác sĩ Cường vừa mới nói thì Kim Hoàng có thể kết luận được là cái yếu tố chính để tạo nên cái huân chương AM ngày hôm nay đó là những đóng góp của bác sĩ trong lĩnh vực văn hóa đa nguyên, chứ không chỉ đơn giản là đối với cộng đồng người Việt tại Queensland mà thôi, mà còn đối với tất cả các sắc tộc khác. Và đó là một cái yếu tố, một điều mà không phải ai cũng có thể làm được. Và thưa bác sĩ, như Kim Hoàng vừa mới nói, cho tới thời điểm này, bác sĩ là người duy nhất đã được upgrade, đã được thăng hạng từ OAM lên thành AM. Bác sĩ có nghĩ rằng một ngày nào đó mình lại tiếp tục được thăng hạng lên AO với những cái cống hiến, những cái công việc phục vụ cộng đồng mà mình vẫn đang tiếp tục hay không? Từ năm 85 cho đến bây giờ, năm 2022, tức là 17 năm cộng thêm 22 năm, tức là 39 năm. Cô nghĩ là tôi còn sống để mà để mà đạt được cái đó không? Nếu tôi, mà tôi được thì đó sẽ là phép màu à. Dạ, sau thật tình em mà nói, tôi làm việc không phải để một ngày đó mình được cái này, được cái kia. Thưa cô, tôi làm vì tôi cảm thấy là tôi có bổn phận, tôi phải đóng góp cho dân tộc Việt Nam của mình, cho quê hương Việt Nam, cho dân chúng Việt Nam của mình. Và tôi làm vì tôi nghĩ đến những cái thế hệ trẻ sau này, con cháu của chúng ta ở cái đất nước này, họ cần phải hiểu rõ cái hiểm họa của cộng sản, chủ nghĩa cộng sản. Và cái đó tôi làm chung cho tất cả mọi người, chứ không phải là chỉ có người Việt Nam mà thôi. Thành ra tôi nghĩ rằng là tất cả những cái sắc tộc khác, những người dân của những sắc tộc khác, những người trẻ của những sắc tộc khác, họ cũng appreciate cái điều đó lắm. Tại vì họ không hiểu tại sao mà có một cái ông già Việt Nam mà giờ này hãy còn hăng hái để mà có thể nói là xông pha để mà lo cái việc này. Và phải nói là tôi gần như là cái team để mà hoạt động ở trong cái hội đó đó, đa số là người Việt Nam chúng ta. Thành ra chính thức bắt tay vào làm việc đó thì tôi là cái người đầu tiên. Ông kiến trúc sư cũng Việt Nam, ông kỹ sư cũng Việt Nam, luật sư cũng Việt Nam. Và ngay cả bây giờ cái ông Tom Lerner cũng là người Việt Nam. Nhưng mà những người khác họ có thể nói là họ hỗ trợ rất là nhiều. Họ hỗ trợ về vấn đề tinh thần, họ hỗ trợ về vấn đề tạo dựng những cái điều kiện để chúng ta làm việc. Và chúng tôi hãnh diện rằng là cái thế hệ trẻ của chúng ta, thế hệ thứ 1,5, thế hệ thứ 2 cũng đóng góp nhiều lắm. Vâng, thưa bác sĩ, một câu hỏi cuối cùng mà Kim Hoàng muốn gửi đến trong cái buổi phỏng vấn đặc biệt ngày hôm nay, đó là sau 39 năm miệt mài cống hiến cho những sinh hoạt cộng đồng, thì cho tới thời điểm này, bác sĩ còn có những điều gì mà mình muốn làm, tuy nhiên mình vẫn chưa thực hiện được hay không ạ? Cái việc của mình muốn làm nó nhiều lắm mà nó đi vào những cái lĩnh vực chính trị. Mình muốn làm là tôi muốn nhìn thấy quê hương của chúng ta thay đổi. Tôi không muốn là phải nói phải dùng quân để mà đánh nhau, để mà chiếm lại. Nhưng mà tôi muốn nhìn thấy chính quyền Việt Nam phải nhìn thấy cái vấn đề là chúng ta không thể, đất nước Việt Nam là của người Việt Nam, chúng ta không để cho bọn Tàu nó đến và nó gần như nó xâm chiếm đất nước của ta. Bọn cộng sản Việt Nam phải nhìn thấy vấn đề đó, lịch sử sẽ phê phán. Và tôi muốn nhìn thấy Việt Nam phải có sự thay đổi, phải có dân chủ, phải có tự do thật sự. Thành ra những người trẻ Việt Nam họ du học qua bên này, họ đến gặp tôi, lúc nào tôi cũng đối xử với họ rất là tử tế. Thầy nói rằng là dùng cái chữ tử tế, tại vì họ bị tuyên truyền là sang đây sẽ gặp rất là nhiều những cái sự chia rẽ, hay là cái sự dè bỉu, hay là thù ghét của người tị nạn ở Việt Nam ở đây. Nhưng mà tôi đã chứng tỏ cho họ thấy không có chuyện đó. Họ con em ở bên Việt Nam không phải tất cả đều là cộng sản. Con em của chúng ta 90 triệu dân ở Việt Nam không phải tất cả đều là cộng sản. Thành ra những cái du sinh sang bên này du học, tôi đối đãi với họ rất là tử tế. Họ đến khám bệnh, tôi vẫn chữa bệnh cho họ. Họ cần nhờ sự giúp đỡ gì, tôi vẫn làm cố gắng tôi để xem cho họ. Thì tôi họ cho họ thấy rằng là cái tình con người nó quan trọng hơn tất cả chính trị. Thành ra chế độ cộng sản
nó có mãi về sau này mới có. Thì mới có từ năm 1949. Trước đó chỉ có người Việt Nam với nhau mà thôi. Thành ra tôi cố gắng, tôi muốn nhìn thấy Việt Nam phải thay đổi, phải thật sự thay đổi. Cái đó là cái điều cuối cùng mà tôi nghĩ rằng là tôi sẽ cố gắng, tôi làm được cái gì tôi làm. Và tôi không phải để chính trị gia mà tôi cũng không phải để nhà quân sự. Thành ra tôi không có cái khả năng để mà đóng góp điều hơn. Nhưng mà những cái gì mà tôi nghĩ rằng là tôi phải sửa soạn để cho cái thế hệ trẻ ở đây, cái thế hệ trẻ bên Việt Nam, họ có thể ngồi xuống nói chuyện với nhau, làm việc với nhau. Để giàu sao đi đó, chúng ta cùng là người Việt Nam. Có vậy thôi. Vâng, rất cảm ơn phần chia sẻ sau cùng của bác sĩ Bùi Trọng Cường cho cái chương trình phỏng vấn đặc biệt hôm nay. Và một lần nữa, Kim Hòa cũng xin chúc mừng bác sĩ Cường đã được nhận được huân chương AM trong cái ngày Quốc khánh nước Châu, chắc chắn 26 Tây tháng Giêng 2022 cũng là một cái ngày rất khó quên trong ký ức của bác sĩ với những cái thành công như thế này. Và một lần nữa, Kim Hoàng cũng xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi những cái chương trình Mỗi Ngày Một Chuyện của chúng tôi. Hy vọng câu chuyện ngày hôm nay cũng là một cái động lực để cho chúng ta tiếp tục cố gắng, tiếp tục đóng góp. Biết đâu một ngày nào đó, cá nhân chúng ta cũng sẽ được vinh danh trong cái ngày Quốc Khánh Úc Châu như bác sĩ Bùi Trọng Cường đã từng đạt được vào năm 1985 và một lần nữa đã đạt được vào năm 2022. Cảm ơn bác sĩ và xin chào tạm biệt. Cảm ơn cô và xin kính chào quý vị khán giả. Kim Hoàng xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình kế tiếp.